Vì tổng thống Mỹ nói ông không để tâm đến lời thoá mạ của người đồng nhiệm Philippines. Tổng thống Barack Obama nói những phát ngôn của nhà lãnh đạo Philippines Rodrigo Duterte sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ của Hoa Kỳ với người dân Philippines. Ông cho biết hai nhà lãnh đạo đã bắt tay trong cuộc gặp ngắn tại một bữa tối tại hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á vào tối ngày thứ Tư tại Lào. Tòa Bạch Ốc đã hủy bỏ cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo vào hôm thứ Ba sau khi ông Duterte gọi ông Obama là đồ chó đẻ, khi cảnh báo ông Obama chớ giáo huấn ông về cuộc trấn áp của chính phủ Philippines đối với những kẻ buôn bán ma túy đã khiến cho hơn 2.000 người chết kể từ tháng 6 tới nay. Ông Duterte ngay sau đó bày tỏ sự hối tiếc. Tổng thống Hoa Kỳ nói, Tôi không để tâm đến những phát ngôn đó, bởi vì đây là cụm từ mà ông ấy thường xuyên sử dụng, kể cả đối với Đức Giáo hoàng hay những người khác. Ông Obama nói thêm rằng, điều tôi nói với ông ấy là đội ngũ của ông, của tôi sẽ có cuộc họp với nhóm của ông ấy để xác định xem làm thế nào đôi bên có thể thúc đẩy một loạt các vấn đề.